Việt Nam đấu Australia, Thái Bắc dùng chiêu để giải hạn, bất ngờ nhận định cứng cắt của chuyên gia Úc rối loạn đội hình. Đội tuyển Việt Nam không có nhiều cơ hội trước Australia, nhưng mà huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn khát khao cùng với học trò. Giải hạn hôm đấu ngày 27 tháng 1. Thất bại 0-1 trước trận lượt đi trên sân Mỹ Đình của đội tuyển Việt Nam trước Australia là cơ sở cho người hâm mộ hy vọng đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo có thể giành được kết quả khả quan hơn trong cuộc tái đấu trở lại chiều nay. Trong trận thua tối thiểu đó thì đội tuyển Việt Nam chơi không tệ, thậm chí thì đã có khoảng gần một hiệp đấu khá là hay và khiến cho đội tuyển Australia nhiều fan vất vả. Tuy nhiên, nhìn vào tình hình thực tế cũng như là về chuyên môn, rõ ràng hy vọng của người hâm mộ khó thành hiện thực bởi vì đội tuyển Việt Nam lúc này không có được đội hình mạnh nhất. Cùng lúc, Australia đang thực hiện những khao khát để tranh những tấm vé vào dự World Cup năm 2022 diễn ra vào cuối năm nên là khó chân cho có đội tuyển của huấn luyện viên Park Hang-seo. Với 6 thất bại liên tiếp ở vòng loại thứ 3 World Cup năm 2022, rõ ràng đội tuyển Việt Nam đang rất mong muốn là có điểm. Nhưng mà với huấn luyện viên Park Hang-seo, điều này đã trở thành một cơn khát rất lớn và cần phải hoàn thành. Chắc chắn như thế, dù là ngay khi giành vào tấm vé chơi ở vòng sơ loại, thì hiện nay thuyền trưởng người Hàn Quốc từng khẳng định rằng rất khó cũng như là chẳng dễ dàng gì cho đội nhà. Khẳng định như thế nhưng mà chẳng có ý nghĩa là không thèm muốn đội tuyển Việt Nam giành được điểm số hay là chiến thắng. Thậm chí là đối với thuyền trưởng người Hàn Quốc thì còn mong mỏi hơn bao giờ hết. Là một người cầm quân, những điều mong mỏi ấy dường như là khá là bình thường. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng không khác, nhất là khi các trường hợp bóng đá Việt Nam, dù còn thời hạn ở chuyện nhưng mà trong tương lai thì nó vẫn phải là tính toán dài lâu. Giúp cho Việt Nam thoát cánh trắng tay sẽ đưa vào vị thế, giá trị của huấn luyện viên Park Hang-seo lên tầm cao mới. Do vậy, một trận hòa hay là chiến thắng thật sự đang khiến cho lực lượng và chiến lược của người Hàn Quốc này rất khát khao. Để có điểm hay là chiến thắng trước Australia không phải dễ dàng, nên có lẽ là thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam đang mong muốn đội nhà khát khao cho mình bằng một cơn khát khác. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Park Hang-seo đã được thể hiện ngay ở phát biểu trước trận đấu khẳng định Tiến Linh vẫn chưa ghi bàn nên thật sự vắng mặt thì không có quá gì là đáng quan ngại. Sự nhẫn nại này của truyền thông Việt Nam, Âu cũng là bình thường bởi vì vòng loại thứ 3, những chiến binh sao vàng mới vỏn vẹn được 4 bàn thắng, đồng thời khá lâu các chân sút, hay không tập công hay là quả bế tắc dù cơ hội chẳng ít. Huấn luyện viên Park Hang-seo nhầm lẫn cũng chỉ ra rằng lúc cơn khát của bàn thắng thuyền trưởng Việt Nam thật sự là rất lớn. Điều mong mỏi là chọc thủng lưới Australia cũng không được coi như là một mục tiêu cần được hoàn thành. Và rõ ràng mục tiêu này là gần thực tế hơn so với việc tìm điểm số trước Australia để hy vọng có thể hoàn thành bởi một chiến thắng trước Trung Quốc hay là có điểm ở chặng đường. Nó rõ ràng sẽ là tiền đạo để cho đội tuyển Việt Nam ghi bàn, chỉ vậy thôi. Nhận định bóng đá Australia với Việt Nam vòng loại World Cup năm 2022. Đội tuyển Việt Nam gần như là không có cơ hội đi tiếp trong vòng loại World Cup năm 2022, nhưng mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo thì vẫn cố gắng tranh đấu vì danh dự. Đội tuyển Việt Nam làm khách trên sân của Australia trong bối cảnh là khá là khó khăn và bộn bề. Đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo vắng Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Trọng Hoàng, Đặng Văn Lâm và chưa kể tới đó là thêm hai tiền đạo là Nguyễn Tiến Linh và Nguyễn Văn Toàn do Covid-19. Nhưng mà gian nan hơn là vấn đề lực lượng, đó là một bài toán về tinh thần. 6 trận thua ở vòng loại thứ 3 World Cup năm 2022 cũng thất bại tại AFF Cup năm 2020, đang tạo ra một gánh nặng về tâm lý đè nặng lên thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Chưa kể là do không có cơ hội đi tiếp, thua lại liên tục trong thời gian vừa qua, huy động lực lượng của các cầu thủ có thể lung lay. Tuy nhiên mà khó khăn hiện tại cũng là cơ hội để cho đội tuyển Việt Nam thay đổi. 4 năm vừa qua, huấn luyện viên Park Hang-seo đã mang về cho bóng đá Việt Nam nhiều vinh quang chói lọi. Nhưng mà thực tế thì ông không sử dụng một nhóm cầu thủ nhất định để sắp xếp thành một khung đội hình và lối chơi cố định. Nhờ vào đội hình được duy trì nhiều giải thì đội tuyển Việt Nam đã gặt hái được khá nhiều thành công chưa từng có. Song mặt trái của sự ổn định và khát vọng thi đấu của một số cầu thủ bị triệt tiêu, bên cạnh đó thì lối chơi đã quá bài, không thể mang tới những kết quả tốt hơn. Đội tuyển Việt Nam phải làm mới đội hình để tồn tại và diện mạo mới của Nguyễn Quang Hải và đồng đội sẽ gặp nhiều hình thành khi mà gặp trận đấu Australia chiều nay. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã triệu tập nhiều cầu thủ mới và sẵn sàng xây dựng lối chơi mới. Trợ lý của Rin Marlinstein của Australia nói với Việt Nam là sẽ chơi phòng ngự với 5 hậu vệ. Huấn luyện viên Park Hang-seo tự tin khẳng định cứ để cho đối thủ nghĩ như thế. Có thể là tin nhưng mà nhà cầm quân người Hàn Quốc này đã chuẩn bị nhiều mánh đá để có thể gây bất ngờ cho đội tuyển Australia. Với những nhân tố mới như là Hồ Thanh Minh,
Tô Văn Vũ, Nguyễn Hữu Tuấn cùng với sự trở lại của Đỗ Hùng Dũng, đội tuyển Việt Nam sẽ khoác một tấm áo mới và hứa hẹn mà đem lại luôn gió mới cho người khán giả. Thay đổi thì chưa chắc đã thành công, nhưng mà đó là con đường duy nhất để cho mọi đội tuyển không xa lầy vào lối mòn thất bại. Đội tuyển Australia khẳng định cao hơn Việt Nam rất nhiều, nhưng mà màn trình diễn của các học trò huấn luyện viên Park ở trận lượt đi mang nhiều hy vọng. Đội tuyển Việt Nam đã chơi tốt ở hiệp 2 và tạo ra cơ hội tốt gấp nhiều lần Australia để kiểm soát bóng tương đối tốt. Australia đang rất là mạnh và đang khát điểm sau 3 trận không thắng, nhưng đối thủ cũng đang có những điểm yếu mà khai thác có thể là mình sẽ thành công, hoặc là việc ghi bàn thì hoàn toàn là có thể. Ở trận đấu này thì Australia sẽ vắng đi tiền vệ sáng tạo Aaron Hodges và cầu thủ sáng tạo Ryan Grant và đường truyền chuẩn xác ở trong trận lượt đi. Hurstic không chỉ là linh hồn trong lối chơi của Australia mà còn là chân đá phạt từ khối. Vắng cầu thủ người chơi cho Entichat Francus, Australia sẽ gặp không ít khó khăn trước hàng tiền vệ giàu năng lượng sáng tạo bởi Quang Hải, Hùng Dũng hay là Nguyễn Hoàng Đức. Nếu mà đứng vững ở vị trí tuyến giữa, đồng thời tạo ra một sự đột biệt trong các tình huống phản công chớp nhoáng, đội tuyển Việt Nam có thể có một điểm trước Australia ở trận này. Trang chủ đội tuyển Australia nhận xét đội tuyển Việt Nam là đối thủ cứng đầu. Đội tuyển Việt Nam được đánh giá là đối thủ khó chơi dù là chưa giành được điểm nào trong vòng loại thứ 3 World Cup năm 2022 khu vực châu Á. Khoảng cách trình độ giữa đội tuyển Việt Nam và Australia rất là rõ ràng, trong khi là đối thủ này đứng thứ 4 châu Á, hạng 35 thế giới. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đang xếp ở vị trí là 98 trên bảng xếp hạng FIFA. Đội tuyển Việt Nam chưa giành được điểm nào ở vòng loại thứ 3 World Cup năm 2022 khu vực châu Á. Tuy nhiên là qua 6 trận đấu, Quang Hải và đội thì đã gây ra không ít khó khăn cho những đối thủ đẳng cấp hàng đầu châu Á. Ngay cả Australia cũng chỉ giành được chiến thắng với tỷ số tối thiểu trong trận đấu mà trọng tài đã có những quyết định gây tranh cãi, khiến cho đội tuyển Việt Nam ở vị thế là bất lợi. Đội tuyển Việt Nam chưa giành được điểm nào ở vòng loại, nhưng có thể nói đây là một đối thủ cứng đầu. Australia chỉ thắng được 1-0 trong trận lượt đi vào tháng 9 năm ngoái. John Greco nhận định trên sân và trên trang thông tin chính thức của đội tuyển Australia. Hy vọng tham dự World Cup ở Qatar ở đội tuyển Việt Nam đã bị dập tắt, nhưng mà Australia vẫn đang hướng tới một trong hai vị trí chiến thắng vòng chung kết ở bảng B. Chiến thắng trước đội bóng hạng 98 thế giới thì sẽ giúp cho Australia tiếp tục có một cuộc đua với Ả Rập Xê Út và Nhật Bản, nuôi hy vọng lần thứ 5 liên tiếp tham dự World Cup. Huấn luyện viên Graham Arnold buộc phải cách ly và không thể tham gia trong đội hình vì có kết quả xét nghiệm COVID-19 dương tính. Dù vậy thì đội tuyển Australia sẽ không bị phân tâm vì điều đó mà sẽ dốc toàn bộ sức lực để có thể giành được 3 điểm quan trọng. Ngoài huấn luyện viên Graham Arnold thì bị cách ly bởi vì COVID-19 thì đội tuyển Australia cũng không có sự phục vụ trụ cột của Azik Bahic. Do bão tuyết, hậu vệ đang chơi bóng ở Thổ Nhĩ Kỳ và không thể lên máy bay trở về tập trung kịp cho trận đấu gặp Việt Nam.